áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, cô là cô Hạnh và cô lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bài tiếp theo trong chương 4 của phần đại số lớp 9 của chúng ta. Vậy thì học đến phần này của chương trình lớp 9 rồi thì chắc chắn là các bạn đã biết được rất nhiều một cái phương trình, đúng không nào? Và chúng ta thường đặt tên các cái phương trình mà chúng ta đã học theo cái tính chất đặc trưng của mỗi cái phương trình, đúng không nào? Vậy thì chúng ta đã được học về phương trình tích này, phương trình chứa ẩn ứng mẫu này, rồi thì phương trình bậc nhất một ẩn này, hay là phương trình bậc nhất hai ẩn mà chúng ta đã được học ở trong chương trước, đúng không? Vậy thì sang chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái phương trình có cái tên gọi khác nữa, và cái tên gọi của nó cũng dựa vào cái tính chất đặc trưng của phương trình này. Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ cùng xem là phương trình này có tên gọi là gì nhé. Và bây giờ trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ cùng khởi động với cô bằng một cái bài tập như sau. Bây giờ các bạn hãy nêu cho cô tên các loại phương trình sau. Câu A, câu B, câu C và câu D. À, chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất đặc trưng của mỗi cái phương trình này để các bạn sẽ nhớ lại cái tên gọi của mỗi phương trình này nhé. Phương trình A này thì các bạn thấy đây là một phương trình có một ẩn, đúng không nào? Và phương trình này có bậc là mấy các em nhỉ? Ẩn x ở đây nó có bậc là 1, đúng không? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ gọi phương trình số 1 này là phương trình bậc nhất một ẩn, đúng không nào? Đó. Tiếp theo phương trình số 2 này chúng ta thấy, quan sát thấy là chúng ta thấy nó có hai ẩn là ẩn x và ẩn y, đúng không nào? Và những cái ẩn này thì đều có bậc là mấy các em nhỉ? Bậc là 1, đúng không? Vậy thì phương trình này được gọi là phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó. Tiếp theo là câu C. Câu C này thì chúng ta đã được học cái phương trình này ở dưới lớp 8 rồi, đúng không nào? Vế trái là tích của các đa thức, vế phải bằng 0. Vậy đây chính là phương trình tích của chúng ta rồi. Đó. Và cuối cùng phương trình ở câu D thì các bạn thấy ngay đây là phương trình có chứa ẩn ứng mẫu. Vậy thì chúng ta sẽ gọi tên được nó ngay, đó là phương trình chứa ẩn ứng mẫu, đúng không? Vậy thì dựa vào cách suy luận cũng như là những cái tính chất đặc trưng để chúng ta gọi tên các cái phương trình này, bây giờ các bạn hãy dự đoán cho cô xem cái phương trình x bình phương trừ 28x cộng 52 bằng 0 này nó sẽ có tên là gì? Chúng ta sẽ cùng xem cái tính chất của nó như thế nào để suy ra tên gọi nhá. Các bạn sẽ quan sát thấy cho cô, đây là một phương trình nó có mấy ẩn đấy các em nhỉ? Chỉ có một ẩn là ẩn x thôi, đúng không? Và bậc của cao nhất của cái ẩn x này là bậc mấy các em? Bậc 2. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra rằng là tên của cái phương trình này sẽ là phương trình bậc 2 một ẩn, đúng không? Đó, và đây chính là cái nội dung cũng như là cái phương trình mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Đó là bài số 3, phương trình bậc 2 một ẩn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần số 1 của chúng ta, đó là bài toán mở đầu. Vậy thì bây giờ cô sẽ có một cái bài toán nho nhỏ như sau này. Các bạn sẽ cùng chú ý lên bảng cho cô nhé. Trên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng là 24m, người ta định làm một vườn cây cảnh có con đường đi xung quanh. Hỏi bề rộng của mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần đất còn lại bằng 560m2. Vậy thì để cho dễ hình dung bài toán này thì bây giờ cô sẽ tiến hành vẽ hình như sau nhé. Tức là cô sẽ có giả sử đây là một cái thửa đất hình chữ nhật và nó sẽ có chiều dài là 32m, chiều rộng là 24m, đúng không? Rồi bây giờ người ta định làm một cái vườn cây cảnh ở trong cái khu đất này, và vườn cây cảnh này thì có cái đường đi xung quanh. Bây giờ cô giả sử là cái vườn cây cảnh của chúng ta có dạng như thế này, được chưa? Và đây các bạn thấy vẫn còn chừa cái đường đi xung quanh như thế này, đúng không? Rồi, vậy bây giờ người ta hỏi rằng bề rộng của mặt đường là bao nhiêu? Đấy, bề rộng của mặt đường này là bao nhiêu để làm sao diện tích phần đất còn lại bằng 560m2. Để cho cái phần mà chúng ta có thể làm sao đây nhỉ? Trồng cây cảnh này bằng 560m2. Đó, được chưa? Thế thì bây giờ để giải được cái bài toán này thì cô sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên thì cô sẽ chọn ẩn. Cô sẽ gọi
Gọi x chính là chiều rộng của cái con đường mà chúng ta định làm xung quanh cái phần trồng cây cảnh này, đúng không? Đó, x và x đây. Rồi, vậy thì khi đó cô sẽ phải cần đặt điều kiện cho x. Các bạn thấy quan sát này. Đây, chúng ta sẽ có là gì đây? Từ chiều, đây là chiều gì các em nhỉ? Chiều rộng của chúng ta, đúng không? Đây là chiều rộng. Thế thì các bạn sẽ quan sát thấy đây là x cộng x là bằng 2x rồi. Vậy thì 2x này sẽ phải lớn hơn 0. Vì sao lại phải lớn hơn 0 các em nhỉ? À, vì đó là một cái điều kiện để cho là gì? Sẽ có cái quãng đường, có con đường như thế này. Cái điều kiện để tồn tại cái con đường đó, đúng không? Đó, tức là 2x của chúng ta phải lớn hơn 0. Tiếp theo, điều kiện thứ hai của chúng ta. Đó, cô sẽ có nhá. 2x phải lớn hơn 0 trước này. Điều kiện thứ hai của chúng ta là gì đây? 2x của chúng ta phải nhỏ hơn bao nhiêu? 24. Đó. Vì sao 2x lại phải nhỏ hơn 24 các em? À, nếu mà nó mà lớn hơn 24 thì như thế nào đây? À, nó sẽ vượt ra khỏi cái mảnh đất này, đúng không? Vậy thì 2x phải nhỏ hơn 24. Vậy khi đó kết hợp cả hai điều kiện này vào thì cô sẽ có cái điều kiện là không nhỏ hơn 2x, nhỏ hơn 24. Hay nói cách khác là gì? Là không sẽ nhỏ hơn x, nhỏ hơn mười mấy nhỉ? 12. Cô sẽ chia cả hai vế của bất phương trình này với số mấy đây? Số dương 2. Thì cô sẽ được cái bất phương trình như thế này. Đó, không nhỏ hơn x, nhỏ hơn 12. Đây chính là điều kiện của x của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ quan sát thấy cho cô cái phần đất còn lại. Đây, các bạn quan sát phần đất còn lại. Thì bây giờ chiều dài của cái phần đất còn lại sẽ là còn bao nhiêu? Các bạn sẽ quan sát nhá. Đây, đây là chiều dài của phần đất ban đầu này, là 32m, đúng không? Thế bây giờ làm đường thì ở bên này mất x mét rồi, bên này cũng mất x mét rồi, tức là mất tổng cộng là 2x mét để đi làm đường ở trong cái phần chiều dài này, đúng không? Vậy thì khi đó chiều dài của cái mảnh đất để làm vườn này sẽ là bao nhiêu đây các em? À, chúng ta sẽ có là đây, chính là cái phần này, phải trừ đi hai cái phần này đi, đúng không? Đó, vậy sẽ là 32 trừ đi 2x. Đó, được chưa? Rồi, chiều dài sẽ là 32 trừ đi 2x mét. Còn chiều rộng các bạn sẽ quan sát cho cô này. Đây, chiều rộng của chúng ta đây. Chiều rộng của mảnh đất này là từ đây đến đây là 24m, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì tiêu tốn mất bao nhiêu rồi? X. Ở đây cũng tiêu tốn mất x để làm đường rồi. Vậy thì tức tổng cộng tiêu tốn mất 2x để làm đường. Vậy thì cái mảnh đất để làm gì đấy? Làm cây cảnh này sẽ còn bao nhiêu nhỉ? À, 24 trừ đi 2x, tức là chiều rộng của cái phần làm cây cảnh đấy. Đó, chiều rộng sẽ là 24 trừ đi 2x mét, đúng không? Thế bây giờ chúng ta cũng đã biết là gì? Các bạn cũng đã tính được, biết được cái công thức tính diện tích của hình chữ nhật rồi, đúng không? Diện tích của hình chữ nhật thì sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy thì các bạn có tính được cho cô diện tích của cái phần vườn để làm cây cảnh không nhỉ? Có, đúng không? Chúng ta lấy chiều dài là 32 trừ 2x nhân với chiều rộng là bao nhiêu đây? À, 24 trừ 2x thì chúng ta sẽ được diện tích của cái phần trồng cây cảnh. Đó, mà chúng ta lại biết là người ta cho cái phần diện tích để trồng cây cảnh này là 560m², đúng không? Vậy thì khi đó cô sẽ có như sau. Đó, theo đề bài cô sẽ có phương trình là 32 trừ 2x tất cả nhân với 24 trừ 2x thì sẽ bằng 560. Đó, sau đó thì các bạn sẽ biến đổi ra cho cô, nhân hai đa thức này với nhau thì các bạn sẽ sau đó rút gọn, chuyển vế đổi dấu thì các bạn sẽ được một cái phương trình là x bình phương trừ 28x cộng 52 bằng 0. Được chưa? Đó, các bạn sẽ tự biến đổi ra cho cô, sau đó rút gọn thì mình sẽ thu được một cái phương trình như thế này. Thế thì bây giờ các bạn sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Cho cô biết cái ẩn và số mũ lớn nhất của ẩn trong phương trình này. À, các bạn sẽ thấy là gì? Trong phương trình này, ẩn của chúng ta là ẩn x, đúng không? Và số mũ lớn nhất của ẩn x ở đây là gì? À, là mũ 2, đúng không? Vậy thì khi đó cái phương trình như thế này chúng ta gọi là phương trình bậc 2 một ẩn, đúng không nào? Đó. Chúng ta sẽ cùng phân tích lại nhé.
Các bạn thấy phương trình của chúng ta là x bình phương trừ 28x cộng 52 bằng 0, đúng không? Thế thì bây giờ cô sẽ có là gì? Nào, hệ số của x bình thì chúng ta không viết gì thì các bạn sẽ tự hiểu là mấy các em nhỉ? Là 1, đúng không? Vậy ở đây cô sẽ viết một cái phương trình mà biết rõ các cái hệ số của x như sau. Ở đây hệ số của x bình là mấy? Là 1, đúng không? Vì ở trên này là x bình thì chúng ta tự hiểu là 1x bình. Tiếp theo, trừ 28x cộng 52 bằng 0. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có là giả sử ở đây, một cách tổng quát thì số 1 này ngoài ra nó có thể là 2, là 3, là âm 2 vân vân, đúng không? Vậy một cách tổng quát cô sẽ gọi cái hệ số của x bình phương này là A. Tiếp theo, hệ số của x này là B. Và B trong trường hợp này sẽ là âm 28, đúng không? Tiếp theo là cái số tự do như thế này là số 52 trong trường hợp này. Một cách tổng quát cô sẽ gọi là C. À, vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy là phương trình bậc 2 một ẩn của chúng ta sẽ có dạng là AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0, đúng không nào? Rồi, và đây chính là phương trình bậc 2 một ẩn. Và từ đó chúng ta sẽ có cái phần thứ hai là phần định nghĩa. Các bạn sẽ xem cho cô xem định nghĩa về phương trình bậc 2 một ẩn như thế nào nhé. Phương trình bậc 2 một ẩn, và người ta sẽ nói cho gọn thì gọi là phương trình bậc 2 là phương trình có dạng như sau. Nào, có dạng là AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Trong đó thì A, B, C là những số cho trước, gọi là các hệ số. Còn X được gọi là ẩn số. Và điều kiện của chúng ta là A bắt buộc phải khác 0. Thế chưa nào? Rồi nhớ nhá, A bắt buộc phải khác 0, đúng không? Nếu tại sao lại phải khác 0? Vì nếu các bạn thấy A mà bằng 0 thì khi đó 0 nhân A bình phương thì sẽ bằng 0. Vậy phương trình của chúng ta sẽ chỉ còn là BX cộng C bằng 0. Thì đây lại là phương trình bậc nhất một ẩn, đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ cần nhớ cho cô cái điều kiện để có cái phương trình bậc 2 một ẩn này nhé. Và bây giờ thì cô sẽ lấy cho các bạn một số cái ví dụ về phương trình bậc 2 một ẩn như sau. Các bạn hãy quan sát cho cô nhé. Đầu tiên, ví dụ của chúng ta là phương trình x bình phương cộng 50x trừ 15.000 bằng 0, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta thấy nó đã có dạng là AX bình cộng BX cộng C bằng 0 rồi. Vậy ở đây cô hoàn toàn có thể viết được cái phương trình này dưới dạng như thế nào các em nhỉ? X bình phương thì ở đây cô có thể viết thành 1X bình phương cộng 50X. Rồi, trừ 15.000 thì tức là cô có thể viết thành cộng với âm 15.000, đúng không? Bằng 0. À, vậy đến đây các bạn sẽ xác định được cho cô các hệ số A, B, C của phương trình bậc 2 một ẩn này nào. Nào, phương trình của chúng ta có A bằng mấy các em? À, A sẽ bằng dương 1, đúng không? B là bằng bao nhiêu nhỉ? 50. Và C là bằng âm 15.000. Đó, rồi. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cho cô cái ví dụ số 2 nhé. Cô lấy ví dụ 2 như sau. Phương trình này cũng là phương trình bậc 2 một ẩn. Vì sao? Đây, các bạn thấy đây. Nhìn vào đây thì các bạn có thể xác định được ngay A của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? Đây, cô có thể viết cái phương trình này dưới dạng như sau. Là trừ 2x bình phương cộng 5x. À, ở đây chúng ta thấy không có cái số tự do nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ tự hiểu đó là số 0. Sẽ bằng 0 như thế này. Và khi đó các bạn sẽ xác định được các hệ số A của cô bằng bao nhiêu. A sẽ bằng trừ 2. B bằng bao nhiêu các em nhỉ? À, B bằng dương 5. Còn C của chúng ta sẽ bằng mấy? À, C sẽ bằng 0. Đúng không? Chưa? Rồi, tiếp theo là phương trình C. Phương trình C cô lấy ví dụ như sau. Nào, phương trình 2x bình phương trừ 8 bằng 0 cũng là phương trình bậc 2 một ẩn. Đó. Và ở đây các bạn sẽ xác định cho cô các hệ số A, B, C nhé. Nào, 2x bình phương cô viết nguyên này. Rồi ở đây chúng ta thấy là không có cái x, đúng không? Vậy thì cô sẽ tự hiểu rằng là sẽ cộng với 0x. Rồi, trừ đi 8 đây. Trừ đi 8 thì tức là cộng với âm 8, đúng không nào? Bằng 0. Đến đây cô sẽ xác định được các hệ số A, B, C của phương trình như sau. A sẽ bằng bao nhiêu? À, A chính là hệ số của x bình phương. Vậy A sẽ bằng 2.
đúng không? Tiếp theo, B là hệ số của mấy nhỉ? Của x, đúng không? Vậy trong trường hợp này B của chúng ta bằng 0. Tiếp theo là C của chúng ta sẽ bằng trừ 8. Đó, vậy thì qua đây chúng ta sẽ thấy được rằng là gì đấy? Trong phương trình bậc 2 một ẩn thì chúng ta sẽ thấy là bậc cao nhất của ẩn phải là bậc mấy nhỉ? Bậc 2 là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là cái hệ số của x bình, hay nói cách khác là A của chúng ta phải khác 0. Còn B và C thì có thể bằng 0 hoặc khác 0, đúng không? Các bạn thấy ngay là trong trường hợp ở câu B này thì C của chúng ta bằng 0. Trong trường hợp ở câu C này thì B của chúng ta bằng 0. Thì cái phương trình này vẫn là phương trình bậc 2 một ẩn, đúng không? Các bạn sẽ chú ý cho cô nhé. Bây giờ vận dụng cái kiến thức về cái định nghĩa về phương trình bậc 2 một ẩn, các bạn hãy làm cho cô hỏi chấm 1 như sau nhé. Tiếp theo sang câu hỏi chấm 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc 2? Chỉ rõ các hệ số A, B, C của mỗi phương trình ấy. Thì bây giờ các bạn sẽ quan sát cho cô các phương trình A, B, C, D, E như thế này, đúng không? Thì chúng ta sẽ xác định cho cô xem phương trình nào là phương trình bậc 2 trước. Thì chúng ta sẽ thấy là phương trình A là x bình phương trừ đi 4 bằng 0. Phương trình này có mấy ẩn nhỉ? Một ẩn là ẩn x. Và bậc của x cao nhất là bậc mấy các em nhỉ? Bậc 2, đúng không? Vậy thì các bạn lại thấy là hệ số của x bình phương lại bằng 1 khác 0 rồi. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó đã thỏa mãn điều kiện để trở thành phương trình bậc 2, đúng không nào? Vậy cô sẽ tích được ở câu A này chính là phương trình bậc 2. Và các bạn sẽ xác định cho cô hệ số A nào. A chính là hệ số của x bình và ở đây sẽ bằng dương 1. B chính là hệ số của x, nhưng mà ở đây chúng ta thấy không có x, vì vậy mà chúng ta sẽ tự hiểu rằng là B sẽ bằng 0. Tiếp theo, C chính là hệ số tự do. Nhiều bạn là ghi mỗi C bằng 4 và đây là sai, và các bạn phải kèm theo dấu của nó nhé. Đây là trừ 4, nếu chưa nào. Vậy C sẽ bằng trừ 4. Tiếp theo, câu B có phải là phương trình bậc 2 hay không? Các bạn sẽ cùng quan sát. Đây là phương trình có mấy ẩn nhỉ? Một ẩn rồi, đúng không? Và bậc cao nhất của ẩn là bậc mấy? Bậc 3. Vậy chắc chắn không phải là phương trình bậc 2 rồi. Đó, vậy chúng ta sẽ không chọn câu B. Không chọn câu B thì tức là chúng ta cũng sẽ không có cái hệ số A, B, C trong phương trình, đúng không? Tiếp theo là câu C. Câu C này các bạn quan sát thấy đây là phương trình một ẩn là ẩn x rồi. Và bậc cao nhất của ẩn x này là bậc 2. Vậy khi đó đây chính là phương trình bậc 2. Vì sao? Vì có cái hệ số của x bình là 2, nó cũng khác 0 nữa. Vì vậy mà cô sẽ điền được đây là phương trình bậc 2. Và xác định được A này, A là hệ số của x bình, vậy A bằng 2. B là hệ số của x, vậy B bằng 5. Còn đây chúng ta thấy không có cái số tự do nào ở vế trái, vì vậy C của chúng ta sẽ bằng 0. Tiếp theo, câu D có phải là phương trình bậc 2 không các em nhỉ? Không, đúng không? Vì sao? Vì cái số mũ cao nhất của x ở đây là mũ 1. Vậy thì đây chắc chắn là phương trình bậc nhất một ẩn rồi. Vậy nó sẽ không là phương trình bậc 2. Vậy cô sẽ không chọn cái phương án D. Tiếp theo, câu E. Câu E thì đây có phải là phương trình bậc 2 hay không các em? Đây chúng ta thấy nhá, gồm có một ẩn là ẩn x. Và cái phần nào? Và cái số mũ cao nhất của ẩn x là ẩn mũ mấy nhỉ? Mũ 2. Và ngoài ra thì A của chúng ta cũng khác 0. A bằng trừ 3 rồi. Vậy đây cũng là phương trình bậc 2. Được chưa nào? Rồi, vậy các bạn sẽ xác định cho cô A chính là hệ số của x bình. A sẽ bằng trừ 3. B ở đây, ở đây chúng ta thấy không có x, vậy thì B của chúng ta sẽ là 0. Tương tự C của chúng ta cũng sẽ bằng 0. Đó chính là câu hỏi trong phần hỏi chấm 1 của chúng ta. Cô tin chắc rằng qua cái phần hỏi chấm 1 này, các bạn đã nắm được rõ định nghĩa về phương trình bậc 2 một ẩn rồi, đúng không nào? Vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sang phần thứ 2 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thứ 3 là một số ví dụ về giải phương trình bậc 2. Thế thì đây chúng ta sẽ quan sát cho cô ví dụ số 1. Giải cho cô phương trình 3x bình trừ 6x bằng 0. Thì các bạn thấy đây là phương trình
À, có một ẩn là ẩn x này, và bậc cao nhất của x, mũ cao nhất của x là mũ 2. Vậy đây là phương trình bậc 2 rồi. Thế thì để giải được phương trình này thì các bạn chắc chắn cũng sẽ giải được dựa vào cái phần giải phương trình của lớp 8, đúng không? Các bạn sẽ có được như sau nhá. À, cô sẽ có là 3x bình phương trừ đi 6x bằng 0 này. Nào, cô sẽ được tương đương nào, phân tích vế trái thành tích của các đa thức. Vậy ở đây cô sẽ đặt nhân tử chung là 3x ra ngoài, đúng không? Cô đặt 3x ra ngoài thì ở trong sẽ có x trừ đi 2 sẽ bằng 0. Vậy đến đây các bạn quan sát thấy rằng đây chính là phương trình tích chúng ta đã được học, đúng không nào? Vậy khi đó cô sẽ được tương đương là 3x sẽ bằng 0 hoặc là x trừ 2 bằng 0. Đó. Vậy khi đó cô sẽ được tương đương nào, 3x bằng 0 thì x sẽ bằng 0, x trừ 2 bằng 0, vậy x sẽ bằng dương 2. Đến đây thì các bạn sẽ kết luận được nghiệm của phương trình này, đúng không? Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S sẽ bằng mở ngoặc nhọn này 0.2, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn quan sát thấy cho cô là phương trình bậc 2 này nó khuyết thằng nào ấy nhỉ? À, có A là bằng 3 rồi, B bằng trừ mấy rồi? A bằng 3, B bằng trừ 6, đúng không? Còn C bằng mấy? C bằng 0. Hay nói cách khác, đây là phương trình bậc 2 khuyết C. Đó, vậy thì chúng ta sẽ giải như thế nào đây các em? À, các bạn sẽ làm sao nhỉ? Đây. Khi mà phương trình bậc 2 khuyết C thì các bạn đã làm gì nhỉ? À, thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung rồi đưa về phương trình tích, đúng không? Đó, cô đã đặt nhân tử chung, sau đó thì đưa nó về phương trình tích như thế này. Và phương trình tích thì chúng ta đã biết cách giải rồi, đúng không nào? Rồi, vậy đây là cách giải phương trình bậc 2 khuyết C. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái ví dụ. Tiếp tục nhá. Trước khi sang ví dụ 2 thì các bạn sẽ làm cho cô hỏi chấm 2 trước này. Giải phương trình 2x bình phương cộng 5x bằng 0 bằng cách đặt nhân tử chung để đưa nó về phương trình tích. À, vậy các bạn sẽ quan sát thấy đây là phương trình bậc 2 khuyết C, đúng không? Thì cách giải cô đã đưa cho các bạn rồi, đó là chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử để làm sao nhỉ? Đưa về phương trình tích. Vậy cô sẽ tiến hành giải hỏi chấm 2 này như sau. Nào, cô viết lại phương trình nhá. 2x bình phương cộng 5x bằng 0. Khi đó cô sẽ được tương đương nào, phân tích bên này thành nhân tử. Thì các bạn thấy là chúng ta có nhân tử chung là x, cô đặt ra ngoài. Khi đặt x ra ngoài rồi trong sẽ có 2x cộng với đặt x ra ngoài rồi trong sẽ có 5, đúng không? Sẽ bằng 0. Khi đó cô sẽ được tương đương nào, phương trình tích đây rồi. Vậy khi đó cô sẽ được hoặc là x sẽ bằng 0 hoặc là 2x cộng 5 bằng 0. Chưa? Đến đây cô sẽ tìm được tương đương x sẽ bằng 0 hoặc là x sẽ bằng chuyển dương 5 sang vế phải thành âm 5, đúng không? Sau đó chia cả hai vế cho 2, vậy sẽ bằng âm 5/2. Đến đây các bạn sẽ tiến hành kết luận cho cô nhé. Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S sẽ bằng mở ngoặc này 0.(-5/2). Đó là hỏi chấm 2 của chúng ta về cách giải cái phương trình bậc 2 khuyết C. Tiếp theo chúng ta sẽ giải cho cô cái ví dụ 2 nhé. Ví dụ số 2 của chúng ta, giải phương trình x bình phương trừ 3 bằng 0. À, vậy bây giờ chúng ta xác định đây là phương trình bậc 2, đúng không? Cô xác định được A là bằng mấy nhỉ? A bằng 1. B là bằng mấy các em nhỉ? B bằng 0, đúng không? Vì không có x. Tiếp theo C của chúng ta là bằng âm 3. Vậy thì đây chính là phương trình bậc 2 khuyết B. Đó. Vậy để giải được phương trình bậc 2 khuyết B này các bạn sẽ làm như thế nào? Cô sẽ tiến hành giải phương trình này. Các bạn cùng quan sát lên bảng cho cô nhé.
x bình phương trừ 3 bằng 0. Nào, vậy khi đó cô sẽ biến đổi như sau. Cô sẽ được là x bình phương sẽ bằng này, chuyển trừ 3 sang với bên phải thì bằng dương 3, đúng không? Đến đây chúng ta sẽ được là x bình phương bằng 3. Thì nào, số nào bình phương lên để bằng 3 các em nhỉ? À, đó là số căn 3, đúng không? Ngoài ra thì còn số âm căn 3 bình phương lên thì cũng sẽ bằng 3 nữa. Vậy khi đó cô sẽ tìm được tương đương là x sẽ bằng căn 3 hoặc x sẽ bằng trừ căn 3, đúng không? Vì hai số này bình phương lên thì đều bằng 3. Vì vậy mà cô sẽ kết luận được nghiệm của phương trình này như sau. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là là x1 sẽ bằng căn 3 này, x2 sẽ bằng bao nhiêu? Trừ căn 3. Đó. Ở trong cái bài này thì cô đã kết luận theo kiểu khác, đúng không? Đó là cô kết luận là nghiệm. Thì khi đó chúng ta sẽ phải ghi x bằng bao nhiêu, x bằng bao nhiêu. Thế còn trong trường hợp ở ví dụ 1 cũng như là hỏi chấm 1 thì cô đã làm gì nhỉ? Hỏi chấm 2 thì cô đã kết luận theo tập nghiệm thì cô sẽ phải ghi là f bằng. Các bạn chú ý nha, hai cách kết luận nhá. Rồi, vậy thì qua phần ví dụ 2 này các bạn sẽ thấy được cho cô là để giải được cái phương trình bậc 2 khuyết B thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ đi đưa về dạng x bình bằng m. Đó, x bình bằng m, sau đó thì chúng ta sẽ tìm được nghiệm, được chưa? Rồi, đó là cách giải phương trình bậc 2 khuyết C. Tiếp theo các bạn sẽ áp dụng và làm cho cô hỏi chấm sau nhé. Tiếp theo sẽ là hỏi chấm 3 của chúng ta. Giải phương trình 3x bình trừ 2 bằng 0. Đây cũng là phương trình bậc 2 khuyết B. Vậy áp dụng cái phương pháp vừa rồi, các bạn sẽ làm cho cô hỏi chấm 3 này nhé. Giải này, cô sẽ có là 3x bình phương trừ đi 2 bằng 0. Khi đó cô sẽ được tương đương nào? 3x bình phương bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? Chuyển trừ 2 sang với bên phải sẽ bằng dương 2. Tương đương nào? X bình phương sẽ bằng bao nhiêu? Cô chia cả hai vế cho dương 3. Vậy thì kết quả sẽ bằng 2/3. X bình mà bằng 2/3. Số nào bình phương để bằng 2/3 các em nhỉ? Đó là số căn của 2/3 và số âm căn của 2/3, đúng không? Vậy khi đó phương trình này cũng sẽ có hai nghiệm là x sẽ bằng căn của 2/3 hoặc là x sẽ bằng trừ căn của 2/3. Rồi, kết luận cho cô nhé. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x1 sẽ bằng căn của 2/3, x2 sẽ bằng trừ căn của 2/3. Rồi, đó chính là phần hỏi chấm 3 của chúng ta. Tiếp tục các bạn sẽ áp dụng và làm cho cô hỏi chấm 4 nhé. Hỏi chấm 4 của cô như sau này. Giải cho cô phương trình x trừ 2 tất cả bình phương bằng 7/2. Ở đây chúng ta thấy có dạng là x bình phương bằng m, đúng không? Đây, có dạng là x bình phương bằng m như thế này. Thì các bạn sẽ thấy m của chúng ta mà lớn hơn 0, đúng không? M lớn hơn 0 nhá. Thì khi đó cô sẽ giải được là x sẽ bằng bao nhiêu? Cộng trừ căn m. Đúng nào? Giống như cái ví dụ vừa rồi của chúng ta đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là người ta yêu cầu chúng ta bằng cách điền vào chỗ trống trong các đẳng thức sau để chúng ta giải cái phương trình này. Thế thì các bạn sẽ thấy này. Đây, x trừ 2 tất cả bình phương bằng 7/2 thì x trừ 2 sẽ phải bằng gì các em nhỉ? Bằng cộng trừ căn 7/2, đúng không? Vậy đây sẽ là cộng trừ căn của 7/2. Đó. Rồi, và khi đó x của chúng ta sẽ bằng gì? Nào, chuyển âm 2 này sang với phải thì sẽ bằng dương 2. Vậy x sẽ bằng dương 2 cộng trừ căn của 7/2. Được chưa nào? Rồi, và khi đó thì chúng ta sẽ tách ra cho cô nhé. Đây là chúng ta viết gộp vào là cộng trừ, tức là 2 cộng với căn 7/2. Và còn trường hợp nữa là 2 trừ đi căn 7/2. Vậy cô sẽ kết luận được x1 sẽ bằng gì nhỉ? 2 cộng căn 7/2.
Còn x2 sẽ bằng 2 trừ đi căn của 7/2. Rồi, hay nói cách khác là gì đấy? Các bạn, ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể viết được thành căn của bao nhiêu em? Căn của 14/2. Đó, được chưa? Rồi, vậy bây giờ các bạn sẽ làm cho cô hỏi chấm 5 nhé. Hỏi chấm 5 của chúng ta như sau. Giải cho cô phương trình x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 7/2. Đúng không? Thế thì ban đầu các bạn sẽ quan sát thấy cho cô cái phương trình bậc 2 này. Thì các bạn sẽ thấy được cho cô vế trái của phương trình bậc 2 này, đúng không? Là x bình phương trừ 4x cộng 4. À, đây chính là hằng đẳng thức số 2. Đó là x trừ 2 tất cả bình phương, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đưa cái phương trình này được về dạng là x trừ 2 tất cả bình phương bằng 7/2. À, các bạn lại thấy, phát hiện ra rằng nó giống cái phương trình mà chúng ta đã giải ở hỏi chấm 4, đúng không nào? Vậy thì khi đó các bạn sẽ ra được chắc chắn sẽ là nghiệm giống như thế này, đúng không? Thế thì cô sẽ phải biến đổi để giải phương trình này như sau. Tương đương nào? X bình phương trừ 4x cộng 4 thì sẽ là x trừ 2 tất cả bình phương. Đó, bằng 7/2. À, đến đây thì chúng ta lại thấy là gì? Chúng ta đã làm sao nhỉ? Cái phương trình này của chúng ta giống như cái phương trình ở trong phần hỏi chấm 4, đúng không nào? Đó, vậy thì khi đó các bạn sẽ giải tương tự như thế này và các bạn cũng sẽ tìm được cho cô hai nghiệm giống như ở hỏi chấm 4, đúng không? Rồi, cô sẽ được tương đương nào. Vậy thì cô đã làm gì ở phương trình này để cho cô giải được các em nhỉ? À, cô đã đi biến đổi vế trái. Đó. Rồi, và khi đó thì cô sẽ được cái phương trình là tương đương này. Là x trừ 2 sẽ bằng cộng trừ căn của 7/2. Đó. Và khi đó cô sẽ được tương đương nào? X sẽ bằng bao nhiêu các em? À, 2 cộng trừ căn của 7/2. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ kết luận giống hệt như phần hỏi chấm 4 như thế này. Thì các bạn sẽ được hai nghiệm. X1 sẽ bằng 2 cộng căn của 7/2. X2 sẽ bằng 2 trừ đi căn của 7/2. Đúng không nào? Rồi, tiếp theo sẽ là hỏi chấm 6. Thế hỏi chấm 6 của chúng ta các bạn sẽ quan sát này. Phương trình của chúng ta là x bình phương trừ 4x bằng trừ 1/2. Đúng không? Phương trình này cũng là phương trình bậc 2. Vậy các bạn sẽ thấy được cho cô phương trình này có x bình trừ 4x bằng âm 1/2. Vế trái của chúng ta là x bình trừ 4x. À, chúng ta thấy ở trên này, ở hỏi chấm 5, phương trình của người ta cũng có là x bình trừ 4x. Thế thì bây giờ cô sẽ cộng cả hai vế của phương trình này với bao nhiêu đây? Với dương 4, đúng không? Khi cô cộng cả hai vế của một phương trình với cùng một số khác không thì phương trình của chúng ta sẽ kết quả sẽ không thay đổi, đúng không? Vậy cô sẽ cộng cả hai vế của phương trình này với bao nhiêu? Với dương 4 thì cô sẽ được như sau nhá. Nào, cô sẽ được tương đương nào. X bình phương trừ 4x, sau đó cô cộng với 4 này thì nó sẽ bằng trừ 1/2 cộng với 4 ở vế phải. Rồi tiếp tục cô sẽ biến đổi tương đương. Nào, tương đương là gì đây? Nào, chúng ta lại thấy là x bình phương trừ 4x cộng 4. Nào, sẽ là gì? Cô giữ nguyên nhá. Sẽ bằng trừ đi 1/2 cộng với 4, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy này, 2 x 4 là 8 này. Dương 8 mà cộng với âm 1 thì sẽ bằng dương 7. Vậy vế phải của chúng ta sẽ là bằng 7/2. Thế thì đến đây các bạn sẽ quan sát thấy cho cô phương trình ban đầu chúng ta tương đương với phương trình x bình trừ 4x cộng 4 bằng 7/2. Và phương trình này các bạn lại thấy rất là quen, đó chính là phương trình ở hỏi chấm 5, đúng không? Đó, vậy cô lại có như thế này. Các bạn sẽ thấy được cho cô là đây lại chính là cái phương trình ở trong phần hỏi chấm 5 của chúng ta. Và tiếp tục, lại để giải được cái phương trình này thì chúng ta lại làm gì các em nhỉ? Lại đưa cái phương trình này, đưa vế trái này về x trừ 2 tất cả bình phương. Sau đó thì lại đưa được về phương trình trong phần hỏi chấm 4, đúng không? Rồi, đó. Tiếp theo các bạn sẽ lại kết luận được cho cô là phương trình này sẽ có hai nghiệm là 2 cộng
căn 7/2 và x2 sẽ bằng 2 trừ đi căn 7/2. Tiếp tục chúng ta sẽ làm cho cô hỏi chấm 7 nhé. Phương trình trong hỏi chấm 7 của chúng ta là các bạn hãy giải cho cô phương trình 2x bình trừ 8x bằng trừ 1. Đó. Vậy thì đối với phương trình này thì cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ thấy nhé. Nếu cô chia cả hai vế của phương trình này cho cùng một số, đó là số dương 2, thì cô sẽ được như sau. Cô sẽ được này, tương đương này, chia cho dương 2 này thì cô sẽ được là x bình phương, đúng không? 2x bình phương chia 2 thì sẽ còn x bình phương, trừ 8x chia cho 2 vậy sẽ là trừ 4x, sẽ bằng này, trừ 1 chia 2 thì sẽ bằng trừ 1/2. Vậy đến đây chúng ta lại thấy cô chỉ cần biến đổi một cái thao tác như vậy, là cô chia cả hai vế của phương trình 7 này cho bao nhiêu nhỉ? Cho 2 thôi, thì lập tức phương trình của chúng ta trở thành cái phương trình ở hỏi chấm 6, đúng không? Rồi, đây. Đó, các bạn lại quan sát thấy cho cô là đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây trong cái bước số 6 này cô sẽ xem lại một chút nhá. Trong phần hỏi chấm 6 thì cô đã làm gì đây? Cô sẽ cộng cả hai vế của phương trình này với dương 4, đúng không? Đây. Ở bước hỏi chấm 6 cô đã cộng hai vế của phương trình với cùng một số với 4 nhá. Tiếp theo ở trong phần hỏi chấm 7 này thì cô đã chia cả hai vế của phương trình cho dương mấy các em nhỉ? Cho dương 2. Rồi, vậy thì qua cái phần hỏi chấm 4, hỏi chấm 5, hỏi chấm 6, hỏi chấm 7 này thì các bạn sẽ rút ra được cho cô để giải một phương trình. Ví dụ bây giờ nhá, đề bài không cho chúng ta các hỏi chấm ở trên này, mà người ta chỉ yêu cầu chúng ta giải cho cô cái phương trình 2x bình trừ 8x bằng trừ 1 như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ làm cho cô như thế nào? Các bạn sẽ làm cho cô theo các bước như thế này. Bước đầu tiên là các bạn sẽ làm gì nhỉ? Chia cả hai vế của phương trình này cho dương 2, tức là cho A, hệ số của x bình, đúng không? Sau đó bước số 2 các bạn sẽ làm gì? Cộng cả hai vế của phương trình với một cái số thích hợp. Một cái số thích hợp để sao cho vế trái của phương trình sẽ là gì? Một hằng đẳng thức. Đó, được chưa? Rồi, đó, biến đổi vế trái về thành hằng đẳng thức. Sau đó thì chúng ta sẽ được một cái phương trình có dạng là x bình phương bằng m. Đó, x bình phương bằng m nhá. X bình phương bằng m thì các bạn đã dễ dàng biết cách giải dựa vào hỏi chấm 4 này rồi, đúng không? Vậy từ đây các bạn sẽ rút ra được cho cô cách giải một cái phương trình bậc 2 một ẩn mà có đầy đủ A, B, C như sau. Vận dụng vào giải cho cô ví dụ số 3 như sau nhé. Ví dụ số 3 của chúng ta là các bạn sẽ quan sát thấy đây là một phương trình bậc 2 với đầy đủ các hệ số A, B, C, đúng không? Đây cô xác định được A sẽ bằng mấy các em nhỉ? A bằng 2, B bằng bao nhiêu? Trừ 8, còn C thì sẽ bằng dương 1, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, ví dụ 3 này các bạn sẽ quan sát thấy nó gần giống cái phương trình ở trong phương trình số mấy nhỉ? Phương trình hỏi chấm 7, đúng không? Thế thì cô sẽ biến đổi một chút thì nó sẽ trở thành phương trình ở trong hỏi chấm 7 ngay. Đó là cô làm như sau. Cô sẽ có là tương đương 2x bình phương trừ 8x. Nào, cô sẽ chuyển dương 1 này sang vế phải. Vậy cô sẽ phải đổi dấu thành âm 1, đúng không? Đó, đây đúng là cái phương trình ở trong phần hỏi chấm 7 rồi. Thế để biến cái phương trình trong hỏi chấm 7 trở về phương trình trong hỏi chấm 6 thì cô lại làm như thế nào nhỉ? Cô sẽ chia cả hai vế của phương trình này cho số A, tức là dương 2 đây. Cô sẽ được tương đương nào? Chia cho A nhá, thì cô sẽ được là chia cho 2 sẽ là x bình này, trừ 8x chia cho 2 sẽ thành trừ 4x, sẽ bằng trừ 1 chia cho 2, vậy sẽ bằng trừ 1/2. Vậy các bạn thấy đây là phương trình trong hỏi chấm 6 chưa? Rồi, đúng không? Thế tiếp tục
lại đưa cái phương trình trong hỏi chấm 6 này về phương trình trong hỏi chấm 5, đúng không? Bằng cách là cô sẽ thêm cả hai vế của phương trình này với số dương 4, đúng không? Cô sẽ cộng cả hai vế của phương trình với dương 4 nhá. X bình phương trừ 4x cộng với 4 thì sẽ bằng trừ 1 phần 2 cộng với 4. Đó. Vậy khi đó cô sẽ được tương đương nào? X bình trừ 4x cộng với 4 sẽ bằng trừ 1 phần 2 cộng 4 sẽ bằng dương 7 phần 2. Đó. Dương 7 phần 2 rồi. Thế bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đưa cái phương trình này về phương trình trong phần hỏi chấm 4 như sau. Đây, đây là phương trình trong hỏi chấm 5 rồi đúng không? Bằng cách cô đưa về hỏi chấm 4 thì đây x bình trừ 4x cộng 4 là hằng đẳng thức số 2. X trừ 2 tất cả bình phương sẽ bằng nào 7 phần 2. Đây là phương trình trong phần hỏi chấm 4 rồi, đúng không? Thì đến đây các bạn thấy là dễ giải rồi đúng không? Sẽ bằng là tương đương là x trừ 2 sẽ bằng căn của 7 phần 2, đúng không? Hoặc là x trừ 2 sẽ bằng trừ căn của 7 phần 2. Đó, khi đó cô sẽ được tương đương như sau. Nào, chúng ta sẽ được tương đương x sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? X sẽ bằng 2 cộng với căn của 7 phần 2. Hoặc là x sẽ bằng 2 trừ đi căn của 7 phần 2. Chưa? Rồi, đến đây thì các bạn có thể thêm một bước nữa cũng được nhá. X sẽ bằng 2 cộng với bao nhiêu? Nào, hoàn toàn các bạn có thể nhân cả tử và mẫu của cái căn thức này với căn 2, đúng không? Tức là chúng ta sẽ chụp căn thức của mẫu đấy, chưa? Khử mẫu của biểu thức, lấy căn. Vậy ở đây cô sẽ được là bằng căn của bao nhiêu? Căn 7 nhân căn 2 sẽ bằng căn 14 này. Chia cho căn 2 nhân căn 2 sẽ là dương 2. Ở dưới x sẽ bằng bao nhiêu? 2 trừ đi, tương tự là căn 14 phần 2. Hoặc là các bạn có thể làm thêm một bước nữa thì x sẽ bằng 2, ở đây cô quy đồng nhá, 2 nhân 2 là 4 này, vậy trên tử sẽ là 4 cộng căn 14 chia cho mẫu là 2. Tiếp theo ở dưới x cũng sẽ bằng 4 trừ đi căn 14 tất cả chia cho 2. Đó, đây chính là hai cái nghiệm của phương trình trong ví dụ 3. Sau đó các bạn sẽ kết luận nhá. Vậy phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm các em nhỉ? Có hai nghiệm là nào, x1 sẽ bằng 4 cộng căn 14 chia cho 2, còn x2 sẽ bằng 4 trừ căn 14 chia cho 2. Vậy thì qua phần ví dụ 3 này, chúng ta sẽ rút ra được cho cô một kết luận. Đó là để giải cái phương trình bậc 2 một ẩn mà có đầy đủ các hệ số A, B, C thì bước đầu tiên các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn sẽ chuyển C sang vế bên phải, đúng không? Tiếp theo bước 2 là chúng ta sẽ chia cả hai vế của phương trình cho A. Đó, chia cho A rồi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ nhóm, tức là cộng hoặc là trừ cả hai vế của một phương trình với cùng một số nào đó, sao cho vế trái của chúng ta là một hằng đẳng thức bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu, đúng không? Rồi, đây các bạn thấy này. Và vế phải sẽ là một số. Khi đó chúng ta sẽ đưa cái phương trình được về dạng là x bình bằng m. Khi đó các bạn sẽ tìm ra được cách giải như thế này. Đó chính là cách giải phương trình bậc 2 một ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại các cái trường hợp để chúng ta giải phương trình bậc 2 một ẩn. Trường hợp 1 là khuyết C này, tiếp theo là khuyết B, và thứ 3 là phương trình bậc 2 đầy đủ nhá. Cô sẽ có một cách để tóm tắt các cái dạng để giải phương trình bậc 2 như sau. Phương trình bậc 2 của chúng ta có dạng là AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0, với điều kiện là A phải khắc 0. Thì dạng 1 là phương trình bậc 2 này khuyết C, tức là nó sẽ có dạng là gì các em nhỉ? AX bình cộng BX bằng 0, đúng không? Vậy thì khi đó để giải được phương trình này, các bạn sẽ đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích. Đó, đây.
Phương trình tích của chúng ta là AX nhân BX bằng 0. Khi đó thì AX sẽ bằng 0 hoặc BX bằng 0. Tiếp theo là dạng 2. Phương trình bậc 2 mà khuyết B. Khuyết B tức là nó sẽ có dạng là AX bình cộng C bằng 0. Đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ biến đổi để đưa về dạng X bình bằng M. Bằng cách là chúng ta sẽ chuyển C này sang về bên phải. Đúng không? Rồi. Tiếp theo là dạng thứ 3. Phương trình bậc 2 đầy đủ. Phương trình bậc 2 đầy đủ này thì để giải được, các bạn bước đầu tiên là các bạn sẽ chuyển C này sang vế phải. Đó. Sau đó các bạn sẽ chia cả hai vế của phương trình này cho A. Hoặc là có trường hợp, một số trường hợp thì sẽ không cần chia cho A, đúng không? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái vế trái của cái phương trình này về một cái hàng đẳng thức thích hợp. Đó, bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu, vân vân, để chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Đưa nó về dạng AX tất cả bình bằng M, được chưa? Và giải như cái phần ví dụ 3 mà cô đã cho. Đây chính là các cái cách giải các cái dạng phương trình bậc 2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng vào làm cho cô các bài tập sau nhé. Phần thứ tư của chúng ta là phần luyện tập. Các bạn hãy giải cho cô các cái phương trình A, B, C như trên bảng nhé. Bây giờ cô sẽ tiến hành giải câu A này. Phương trình ở câu A thì các bạn sẽ thấy là x bình trừ đi 8 bằng 0, đúng không? Phương trình này có A bằng 1, B bằng 0, còn C bằng trừ 8. Đó. Vậy bây giờ cô sẽ giải phương trình này như sau. Cô sẽ đưa phương trình này về dạng là x bình sẽ bằng trừ 8 chuyển sang vế phải thành cộng 8 này. Vậy khi đó tương đương x sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? X sẽ bằng 8 căn 8 này, hoặc là x sẽ bằng trừ căn 8. Rồi, và đến đây thì cô sẽ được là bằng căn 8 này thì sẽ là 4 nhân với mấy nhỉ? Nhân với 2, đúng không? Đưa 4 ra ngoài dấu căn thì sẽ bằng 2, và trong sẽ có căn 2 như thế này, bằng tương tự trừ 2 căn 2. Rồi, vậy cô sẽ kết luận được là, vậy cô gọi phương trình này là phương trình 1 nhá, đây là 2 và đây sẽ là 3, chưa? Vậy phương trình 1 có nghiệm là x1 sẽ bằng 2 căn 2 và x2 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng trừ 2 căn 2. Đó là ý A của chúng ta là phương trình bậc 2 khuyết B. Tiếp theo là câu B. Câu B này thì là phương trình bậc 2 khuyết C, đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ đưa cho cô cái phương trình này về dạng phương trình tích. Cô sẽ được như sau. 2x bình phương cộng căn 2x sẽ bằng 0, đúng không? Đây là phương trình số 2. Thì cô sẽ được tương đương nào? Ở đây cô sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài. 2 thì chúng ta có thể hiểu rằng là căn 2 tất cả bình phương, đúng không? Căn 2 tất cả bình phương. Thế ở đây có căn 2x, vậy cô sẽ đặt căn 2x ra ngoài. Đó, đặt căn 2x ra ngoài rồi thì ở đây sẽ có căn 2x nữa, đúng không? Đó, đây các bạn không tin thì có thể nhân lại thử này. Căn 2 nhân căn 2 thì sẽ bằng 2. X nhân x thì sẽ bằng x bình. Đó, cô đã đặt căn 2x ra ngoài rồi thì ở trong sẽ có căn 2x. Cộng ở đây, đặt cả căn 2x ra ngoài rồi, vậy đây sẽ còn dương 1 bằng 0. Đây là phương trình tích rồi, vậy khi đó cô sẽ được tương đương hoặc là căn 2x bằng 0, hoặc là căn 2x cộng 1 bằng 0. Khi đó cô sẽ tìm được tương đương ở trên này. Căn 2x bằng 0 thì x sẽ bằng 0. Ở dưới này x sẽ bằng trừ 1 chia căn 2. Kết luận cho cô. Vậy phương trình 2 có tập nghiệm là S1 đây sẽ bằng này 0 chấm phẩy trừ 1 chia căn 2. Rồi, đó là câu A và câu B của chúng ta, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu C nhé. Câu C của chúng ta là giải một cái phương trình bậc 2. Và phương trình bậc 2 này thì có đầy đủ A, B và C, đúng không? Vậy trước hết cô sẽ xác định A, B, C như sau. A sẽ bằng dương 2 này,
B sẽ bằng dương 5, còn C của chúng ta bằng 2. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ làm gì đây? À, cô sẽ giải cái câu C này giống như các bước mà cô đã cho, giống như ví dụ số 3 đấy, đúng không? Vậy cô sẽ được tương đương nào? Đầu tiên cô sẽ chuyển C sang vế bên phải, tức là dương 2 này sang phải nhá. 2x bình cộng 5x sẽ bằng này, dương 2 sang vế phải thành trừ 2. Rồi đến đây cô sẽ thực hiện bước tiếp theo là cô chia cả hai vế của phương trình này cho A, tức là 2, đúng không? 2x bình chia 2 vậy sẽ còn x bình phương cộng 5x thì ở đây chia 2 sẽ là 5/2x sẽ bằng trừ 2 chia 2 vậy sẽ bằng trừ 1. Rồi đến đây bây giờ cô sẽ phải cộng cả hai vế của phương trình này với cùng một số nào đó để cái vế trái của chúng ta là vế dạng AX tất cả bình phương, đúng không? Thế thì cô sẽ đưa biến đổi cái vế trái này thành hằng thức như thế nào? Thì cô sẽ làm như sau, các bạn sẽ quan sát thật kỹ chỗ này nhá. X bình phương cô viết nguyên cộng 5/2X này. 5/2X thì cô có thể viết được thành như sau: 2 nhân x nhân 5/4, đúng không nào? Kết quả giống hệt nhau, y nhau, nhưng mà cô chỉ phân tích một tí là 5/2 thì cô sẽ viết thành 2 nhân 5/4. Chờ sau đó cô đảo vị trí một tí cho x ra giữa. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quan sát thấy cho cô. Đây cô sẽ đưa về hằng thức bình phương của một tổng. Thì chúng ta đã có x bình cộng 2 nhân x nhân với 5/4. Vậy bây giờ cô sẽ phải cộng với bao nhiêu thì nó mới trở thành hằng thức các em nhỉ? À là 5/4 tất cả bình phương, đúng không? Mà 5/4 tất cả bình phương thì sẽ bằng 25/16. Đó, vậy tức là cô cộng vế trái với 25/16 rồi. Vậy thì vế phải cô cũng phải cộng với 25/16, đúng không các em? Được chưa? Rồi, vậy bây giờ tiếp tục cô sẽ làm như sau. Cô sẽ đi biến đổi này, tương đương x bình cộng 2 nhân x nhân 5/4 cộng 25/16. Vậy là hằng đẳng thức số 1, x cộng 5/4 tất cả bình phương sẽ bằng lại. Nào, âm 1 nhân 16 thì bằng âm 16. Âm 16 cộng 25 thì sẽ bằng dương 9. Và mẫu là 16. Vậy khi đó cô sẽ được tương đương nào? Là x cộng 5/4 tất cả bình phương thì sẽ bằng gì? 9/16 tức là bằng 3/4 tất cả bình phương, đúng không? Vậy đến đây chúng ta sẽ được là tương đương là x cộng 5/4 sẽ bằng 3/4, hoặc là x cộng 5/4 sẽ bằng trừ 3/4. Khi đó cô sẽ tìm được x sẽ bằng này, x sẽ bằng đây, chuyển 5/4 sang vế phải bằng trừ 5/4, 3/4 trừ 5/4, 3 trừ đi 5 vậy sẽ bằng trừ 2, trừ 2/4 vậy sẽ bằng trừ 1/2. Còn ở dưới x sẽ bằng này, trừ 3/4 trừ đi 5/4, đúng không? Trừ 3 mà trừ đi 5 vậy sẽ bằng trừ 8/4. Vậy sẽ bằng trừ 8 chia 4 bằng trừ 2. Khi đó cô sẽ kết luận được tập nghiệm của phương trình đã cho như sau. Vậy phương trình đã cho phương trình 3 đúng không nào? Có tập nghiệm là gì đấy các em? S sẽ bằng S2 đi. S2 sẽ bằng mở ngoặc này, trừ 1/2 chấm phẩy trừ 2, đóng ngoặc vào. Rồi đó là câu C của chúng ta. Và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần nhớ được cho cô, thứ nhất là về định nghĩa về phương trình bậc nhất 2 ẩn, à phương trình bậc 2 1 ẩn, đúng không nào? Thứ hai là chúng ta sẽ cần nhớ được cho cô cách giải cái phương trình bậc 2 1 ẩn này trong các trường hợp khuyết C này, khuyết B này, và trong trường hợp đầy đủ cả A, B và C nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vận dụng và làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học số 4 của chúng ta. Xin chào tất cả các em. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.